Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Halo Channel. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt vì có sự xuất hiện của chiếc máy PS4 Slim phiên bản Days of Play Limited Edition ở đây. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Thì Sony đã phát hành ra phiên bản Days of Play này nhằm để tôn vinh dòng máy PlayStation hiện đang là một trong những dòng máy chơi game thành công nhất lịch sử, và cũng như là tri ân cho game thủ có thể sở hữu được một trong những phiên bản máy PS4 đẹp nhất trên thị trường hiện tại. Và hôm nay mình sẽ đập hộp xem là chiếc máy này có gì thú vị bên trong nhé. Và đây chính là hộp của sản phẩm. Thì nhìn bên ngoài chúng ta có thể thấy một màu xanh Sony PlayStation rất là đặc biệt. Rồi, mặt trước, mặt sau hộp. Đây là các cạnh bên của hộp. Dung lượng là 500GB ha. Rồi, mình sẽ tiến hành khui máy. Các cái phụ kiện thì vẫn như các cái phiên bản PS4 Slim thông thường mà thôi. Đây chính là chiếc tay cầm Days of Play. Cũng khá là đặc biệt ha. Màu xanh, rất là đẹp. Ở bên trong hộp chúng ta còn sách hướng dẫn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc máy PS4 Slim Days of Play Limited Edition. Mặt trước của sản phẩm chúng ta có thể thấy điểm nhấn chính là bốn biểu tượng trên tay cầm đã làm nên huyền thoại của dòng máy Sony PlayStation, chính là vuông, tam giác và XO ha. Bên cạnh đó thì có rất là nhiều cái hoa văn vuông tròn XO ở xung quanh nữa. Rồi, logo của PlayStation ở góc đây in nổi màu vàng rất là đẹp bên cạnh cái nền màu xanh huyền thoại của Sony. Mặt trước ngoài cái biểu tượng ra thì chúng ta có thể thấy nó được in bóng để làm tăng cái tính sang trọng và ấn tượng ngay khi lần đầu chúng ta trông thấy phiên bản này. Đây là cảnh trước, logo của PS4 Sony. Rồi các cạnh bên và cạnh phía sau. Ở đây là mặt đáy của máy. Toàn bộ gần như là 100% chiếc máy đều được phủ một màu xanh rất là đẹp. Và chiếc tay cầm cũng vậy, cũng mang một màu xanh Sony PlayStation đặc biệt. Và với điểm nhấn là cũng bốn biểu tượng vuông, tam giác, XO được in trên cái phần cảm ứng touchpad ở đây. Quả thật cầm trên tay nó thì mình nhận xét đây chính là một trong những cái phiên bản máy PS4 Slim đẹp nhất trên thị trường hiện tại. Các bạn game thủ ưa thích cái sự đặc biệt có thể sở hữu nó. Và sản phẩm đang có hàng tại Halo, mình sẽ để link cái sản phẩm ở bên dưới. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.